đi đến đây để làm gì? Bây giờ tôi mua tô nên nghỉ một chút. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish. Yeah 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 yeah. Hôm nay tôi uống tủ egg coffee cà phê trứng. Nghe nói cà phê trứng là rất rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Tại sao nổi tiếng ở Nhật Bản? Không biết. Chắc là người Việt Nam giới thiệu cho người Nhật Bản. Chắc là cà phê trứng là đặc sản Hà Nội, đúng không? Một và dầu cũng vì cà phê không có trứng. ホイップしてホイップホイップホイップ hơi ngọt và nhẹ nhàng, nhẹ hương vị nhẹ. Cà phê đen là đắng và đậm cho tôi. Là cái này là có kem chống nên uống đối nhãn. Người Nhật sẽ thích cà phê chống, nhưng mà theo tôi uống một lần là đủ rồi. Và mọi người phải chọn nhiều là nhiều. Thế nào? Ngon. Kem chống là hơi ngọt, nhưng mà cà phê là đắng. Tôi thích cà phê sữa. Nè, không thích đắng, hương vị đắng. Ngày xưa không có sữa nên mọi người sử dụng trứng, kem trứng, khi đó xuất hiện cà phê trứng có từ 1946. Thế sao có gì đi? Tìm trên Internet, Google. Nếu các bạn chưa uống thử cà phê trứng thì uống thử đi. Sau đó cho tôi các bạn cảm thấy thế nào khi uống cà phê trứng. Cảm thấy của tôi là thoải mái đấy. Và hơi đắng. Các bạn uống thử nhé. Bye bye.